Hi, xin chào tất cả các bạn. Bây giờ là một buổi chiều của buổi sáng nay. Sáng nay mình ăn sáp ong với mật ong với các em mình rồi nhưng mà nó không ăn. Nên chiều nay mình lại làm video để ăn sáp ong này. Ui. Đây, ăn một mình luôn. Đó, nhìn thấy chưa? Đó, đầy mật. Đây, bây giờ mình sẽ phải dằm ra đã. Đây, cái thu lấy cái này đi. Cái này nhiều bẩn này. Đó, thử nha. Xui ôi. Cái này nhìn nhiều mật chưa? Nó cứ... Ừ. Cái này. Từ thu lấy đâu cái này đi. Đó. Này, mật nó chảy ra này. Các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, nhiều mật dã man luôn. Ôi, thấy chưa? Nhìn đấy, thèm lắm rồi. Đó, thế mặt một mặt. Đây. Trời ơi. Các bạn nhìn thấy mật chảy chưa? Đầy mật chưa này? Ngon lắm. Thử miếng bên này. Lấy hơi khó khăn tí. Nhai cái sáp mình như kiểu nhai cao su ấy, chảo cao su ấy. Rồi là thôi luôn. Thực ra nhiều mật vãi chưởng luôn. Đó. Mật vẫn đang chảy ra này. Đây. Không nuốt được. Tại nó dài quá. Dưới bát chảy ra đầy mật. Cắm miếng bên này, miếng nó sẽ nuốt được. Ôi giời. Cái quả không cho đẹp. Nhìn thấy chưa? Đây. Cái xúc một thiệt bao này. Cái ăn.
Dạ giờ mình ăn khá nhiều rồi. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.